Dạ con xin chào quý cô chú bác cùng các anh chị và các bạn. Hôm nay con lên sóng 10 cây đàn hạng B, tức là những cây đàn đấu giá có ngoại hình xấu với giá rất là rẻ, chất lượng tốt. Tại vì sao? Đây là những cây đàn hầu như đều là hàng đấu giá hết, không có hàng đàn bãi đâu mọi người ha. Đó cho nên là nếu như quý cô chú bác mà chưa đủ điều kiện kinh tế để lấy những cái cây đẹp đẹp thì hãy cứ lấy những cây này. Nếu như chúng ta không quan tâm về ngoại hình, mình cũng bắt đầu nha. À, con sẽ giới thiệu qua hết một lượt từ cây số 1 đến cây số 10. Sau đó chúng ta sẽ đến với phần test âm thanh từ 1 đến 10 liên tục luôn để mọi người có thể phân biệt sự khác nhau giữa cây này với cây kia ngay lập tức mà chúng ta không cần phải tua lại cây này hay là tua đến cây kia để chúng ta nghe ha. Mình cũng bắt đầu. Con giới thiệu cây số 1, một cây Swire thương hiệu con của Fender nè. Màu xanh bớt truyền thống. Thì đây chính là cây Swire Bullet nha mọi người. Nhưng mà không biết vì sao mà người chủ trước đã cạo cái chữ ER mà viết thành cái chữ gì đây. Đó, mọi người nhìn kỹ có thể thấy đây chính là Swire và đây là Affinity. Đó. Rất quá tiếc cho một cây đàn. Rồi. Mặt top rất là đẹp nha. Okay. Mặt sau có vài vết trầy nhỏ không ảnh hưởng đến âm thanh. Cái này tiếng clean rất là đặc trưng của dòng Fender. Cây số 1 có giá bán là 2 triệu đồng. Con xin giới thiệu cây số 2, một cây Fernandez LE1Z màu xanh bớt truyền thống, pickup HSS. Đó. Rồi. Thì cây này tương tự như cây Squier, mặt top cũng rất là đẹp nha. Cấu hình pickup HSS chơi đa dụng hơn. Mình có thể chặt rốc bằng cái cặp humbucker này. Fernandez. Mặt sau có một hai chấm rầy nhỏ bên hông đây mọi người. Chút xíu à. Rồi, một cây đàn rất cũng tương đối là đẹp ha. Cây số 2 có giá là 2 triệu 2 ạ. Rồi, con xin giới thiệu cây số 3, một cây Fernandez FGZ1C màu xanh dương. Đấy. Mặt top có hai chấm trầy nhỏ ở đây. Đó, chút xíu à. Rồi, một cây đàn Nhật ha. Cây số 3 có giá bán là 2 triệu 3. Con xin giới thiệu đến quý cô chú bác và các bạn cây số 4. Một cây Fernandez FG Series ha. Đó, có cái màu rất là lạ nè. Chưa. Rồi thì cây này nó bị trầy bên hông nè. Mặt sau một chút xíu. Nói chung là những cái chỗ này cũng nếu như mình không để ý thì cũng chẳng quan trọng gì mấy ha. Đó. Được cái là cây này có màu rất là đẹp. Đó. Khóa. Đây là khóa gô to. Đó. Một cây đàn khá là đẹp. Cây số 4 ạ. Cấu hình HSS 24 phím nha mọi người. À. 24 phím đây. Cây số 4 có giá là 2 triệu 4. Rồi, cây số 5 con giới thiệu đến với cô chú bác một cây Fernandez FG khác ha. À, giống cây hồi nãy nhưng mà cây này là màu đen thui, đen bóng truyền thống.
Cây này còn khá mới và đẹp. Nó bị một lỗi duy nhất. Đó. Một cái trầy ở đây. Thì nếu như mà quý cô chú bác mà có thời gian ấy, đem ra ngoài tiệm sơn xe máy đó, nó trám cho một chút xíu à, là xong, là về đẹp ngay. Thì cái cây này á, nếu như mà quý cô chú bác mà có coi cái video ngày 15 tháng 4 á, thì cây này con bán là 3 triệu. Tuy nhiên thì với một cái lỗi như thế này thì tất nhiên là con sẽ giảm giá rồi. Cây này giá bán 2 triệu rưỡi thôi nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Đó. Chỉ một lỗ vết trầy nhỏ ở đây thôi. Ngoài ra thì không có cái lỗi nào khác ha. Rồi, cây số 5 ạ. À. Rồi, mình đến với cây số 6 là một cây Fernandez FGZ1C, giống như cây màu xanh dương hồi nãy, nhưng mà cây này là màu đen, đen thui, đen bóng truyền thống ha. Rồi bây giờ cây này thì đây, mặt trước nè. Có một vết trầy nhỏ xíu ở đây bằng hạt gạo thôi. Đó. Yeah. Rồi. Mặt sau cũng một vết trầy nhỏ bằng hạt gạo thôi. Đó, ngoài ra thì không một lỗi nào khác. À, phím này. Đó, rất là ok, mới lắm. Mấy cây này là hàng Nhật hết nha mọi người. Cây số 6 có giá bán là 2 triệu tư. Rồi ha, cây số 7 con xin giới thiệu đến mọi người một cây đàn rất là xịn. Đây là cây Korg X6 Made in Indonesia. Mọi thứ thì nguyên rin, không có gì hết, chỉ là hơi xấu thôi. Đó. Cái người dùng, người chủ trước, người ta cái kiểu chọc tay ở đây nè. À, khi mình đánh, mình để cái tay như thế này thì nó làm mòn mất cái chỗ này. Rồi. Cây Korg X6 ngày xưa là một thế lực đó, mười mấy triệu. Lúc mà giá niêm yết của nó là mười mấy triệu ha. À, nếu tính ra thì Korg X6 là dòng cao nhất của dòng X rồi. Mọi người xem ha. Cần là dạng cần 3 piece, 3 mảnh, rất là cứng. Nếu như mà từ một cái cây gỗ một mảnh, nó sẽ không bao giờ cứng bằng 3 mảnh ha. Đây là công nghệ làm cần mới nè. 24 phím. Phím to kinh khủng luôn. Lên đây. Rồi, phím này, mọi người xem ha. Phím to kinh khủng luôn á. Đó. HSH có split coil nè. Đó. Khi mình rút ra thì cái đây, hai cặp mobin đôi này nó sẽ chuyển thành đơn hết. Đơn ha, đôi đó. Rất là tiện, rất là đa dụng cho chúng ta. Nhúng hai chiều fluoro. Đó. Nhúng hai chiều ha. Đó. Dạ rồi, cây số 7 có giá thanh lý là 3 triệu thôi. Không bằng 1 phần 3 nữa. À, cây này lúc ra là mười mấy triệu lần đó. Bây giờ thanh lý 3 triệu. Cây số 7 ạ. À. Chúng ta đến với cây số 8, một cây đàn khá là đặc biệt. Nó có giá trị sưu tầm rất là lớn. Đây là cây Bellwood Super Swinger. Cây này trên các cái trang của nước ngoài á, nó bán tới mười mấy triệu. Tại vì nó có giá trị về việc sưu tầm. Không còn nhiều trên thế giới, chỉ còn mấy chục cây thôi. Nhưng ở Việt Nam mình thì người ta đánh đồng, tức là những cái cây này là bắt buộc giá phải rẻ mới bán được. Đó, cho nên bây giờ cây này con phải đem ra thanh lý luôn. Ha.
Mọi người xem cái pickup của nó này, đẹp không? Nó có 3 vị trí thôi, mình có thể độ lại được, nhưng mà nguyên zin của nó là 1 nè, 2 nè, 3 nè. Đó. Ở đây là cái nắp đậy cái ngựa. Đó, rất là chỉnh chu ha. Đây, ngoại hình. Cây này thuộc dạng hay rất là hiếm nha mọi người. Khóa vintage ngày xưa đây. Rất đẹp phải không ạ? À, mọi người cứ tra đi. À, Bellwood Super Swinger. Rất là đẹp. Cây này mà quý cô chú bác nào lấy về để làm đàn cổ nhạc đó, đàn phím lõm ấy cũng rất là hay, tại vì những cái pickup này nè tiếng clean cực kỳ hay luôn, con có test rồi ha. Rồi cây số 8 có giá bán 2 triệu đó, đây là cái giá thanh lý đấy. Chúng ta đến với cây số 9, một cây Aria Pro 2 dòng Magna Series màu đen bóng truyền thống ha. Đây là một trong những dòng gọi là best seller bán rất nhiều của shop con đấy. Rồi, Made in Korea. Gold hardware ha. Đó. 24 phím nè. HSS có split coin. Okay. 5 vị trí. Đó, mặt trước khá là đẹp. Mặt sau thì có nhiều vết trầy á, dạng xước lông mèo á, và bên hông các bạn đây, bên hông trầy một xíu ha. À, cũng chả để ý là gì, mình không không có thấy. Cái số 9 giá bán là 2 triệu 2 ạ. Và cây cuối cùng trong lô, cây số 10, con xin giới thiệu đó là cây Shelder Telecaster màu đen. À. Rồi thì cây này cơ bản nó là mới nhưng mà bị trầy rất là nhiều. Đây. Trên. Sao hơi xấu ha. Nhưng mà cây này là khá là mới, mọi người có thể thấy cái hạt que của nó còn sáng bóng này. Lõi pickup còn sáng trưng luôn. Đó. Phím phía cũng vậy ha. Mọi người có thể đem cây này đi xử lý một chút xíu thì nó rất là đẹp. Khóa. Đó. Cây số 10 Shelder có giá thanh lý 1 triệu 9. Bình thường thì cái dòng Telecaster nó rất là mắc nha mọi người. À, không bao giờ dưới 2 triệu rưỡi đâu. Đó. Nhưng mà cây này phải thanh lý thôi, 1 triệu 9. Với những cái vết như thế này thì mọi người có thể đem ra để cho mấy ông thợ sửa sơn sửa ô tô xe máy rồi đó, người ta xử lý chút xíu à. À, trích lên rồi sơn chút à, người ta lấy 100 200 nghìn thôi. À, cây số 10 1 triệu 9. Bây giờ mình sẽ đến với phần test âm thanh nha.